Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn ghé thăm cái đồng cỏ TH Trumil. Đây là cỏ Guinea Mombasa, cỏ xả là lớn. Vào mùa đông thì nó trổ hoa như thế này. Đặc tính của cỏ xả này thì vào mùa đông thì nó trổ hoa các bạn nhé. Mặc dù nó lớn, cây cao hoặc là thấp thì nó đều trổ bông hết. Thì các bạn đã nhìn thấy ở đây cây nó thấp thấp nhưng mà nó trổ bông rồi. Và bên này cây cao nó cũng trổ bông. Tại vì cái đặc tính của cỏ là như vậy. Có nhiều bạn sẽ hỏi là hoa cỏ này có để lại hạt giống được không? Thì mình cũng trả lời là hoa này là nếu mà các bạn trồng ấy là sẽ không tự để hạt giống lại các bạn nhé. Tại vì các bạn tự thu hoạch mà xem. Các bạn nếu mà các bạn thấy hoa này nở, các bạn tự thu hoạch vào thì các bạn sẽ test chất lượng thì chỉ đạt là 0,2% thôi. Hạt giống này để nảy mầm tốt thì chúng ta phải trồng theo kỹ thuật là đúng khoảng cách hàng này, rồi là bụi nó phải lớn này, rồi chất dinh dưỡng của nó mình phải cung cấp như thế nào đó để cho nó kết hạt được tốt. Thì nếu mà chúng ta không học về cái quá trình mà kết hạt nhân giống thì chúng ta sẽ không hiểu được quy trình của nó. Đến vậy là khi mà như thế này mà bên nào mà từ thu hoạch và đem bán hạt giống lại thì sẽ nảy mầm rất là kém. Nhiều người tham, người ta cắt vào sau đó người ta đóng vào bì, người ta lại đi bán lại thì bên nào không biết nhập nguồn hàng tùm lum bán với nhiều mức giá sẽ nảy mầm rất là kém các bạn nhé. Bên mình thì bên mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Bên mình là công ty chỉ có nhập khẩu với là công ty chính ngạch thôi. Bên mình nhập khẩu từ Thái Lan về nên là hàng lúc nào đảm bảo khá là tốt, nảy mầm tỷ lệ rất ok. Tại vì bên mình trồng là được qua công ty xử lý rồi. Đây là hạt như thế này các bạn nhé. Hạt như thế này sẽ không bao giờ nảy mầm được. Để hạt nảy mầm tốt thì phải thông qua quá trình xử lý. Xử lý kháng ngủ rồi là xử lý nhiều cách lắm. Phải cho nó nằm ở âm nhiệt độ bao nhiêu đó. Đó là cách xử lý hạt giống để nó nảy mầm. Nếu mà chúng ta sẽ không có kỹ thuật ấy thì hạt giống này mầm rất là kém. Các bạn lưu ý mua hàng phải chọn những đơn vị uy tín các bạn mua nhé, mua hạt giống ấy. Còn thực chất là vào mùa đông các bạn nhìn xem này, cánh đồng cỏ trổ hoa rất là nhiều. Nếu mà thu hoạch ấy thì mình sẽ thu hoạch được hàng tạ hoặc là hàng tấn hạt. Nhưng mà bán ấy thì mà mình bán cái loại này ra thị trường ấy thì tỷ lệ nảy mầm rất là thấp. Nên là các bạn sẽ thấy là trên thị trường nhiều mức giá khác nhau mà chưa chắc tỷ lệ nảy mầm là như nhau. Các bạn phải cân đối và biết cái điều này. Nên là chọn những đơn vị uy tín các bạn mua thì nó sẽ tốt hơn. Đây là cỏ Guinea Mombasa các bạn nhé. Có nhiều người hỏi mình là có để lại hạt giống thì hôm nay mình quay video mình giải thích cho các bạn xem. Đây là cánh đồng cỏ của TH Trumil. Ở khu vực địa phương bên mình là trồng 72.000 hecta. Khu vực Nghệ An, Nghệ An là trồng nhiều nhất về giống cỏ này. Bạn nào quan tâm thì có thể là đến Nghệ An, Nghệ An, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.